Tôi có đọc được bài báo này trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Nhong In-gu, 25 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng làm đẹp ở trung tâm Seoul, nợ hơn 12.000 đô trên thẻ tín dụng. Song, cô xem đây là một con số nhỏ. Tôi biết có những người nợ đến 80.000 đô cho tới 100.000 đô. Bạn thân của tôi thậm chí đã sử dụng tới 5 thẻ tín dụng. Cô Nhong In-gu thừa nhận thường xuyên mua túi sách hàng hiệu 3 tháng một lần, nhưng lạc quan rằng cô chỉ mất khoảng 2 đến 3 năm để trả hết nợ. Điều tôi thắc mắc qua câu chuyện này là nếu như không có đủ khả năng tài chính để chi trả, tại sao người ta vẫn cứ tiêu? Câu trả lời là do sự dễ dàng và tiện dụng trong việc sử dụng thẻ tín dụng. Tại châu Á, sự bùng nổ của tín dụng tiêu dùng đã mở ra cánh cửa tiện nghi, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro từ việc vay mượn quá mức. Điều này đặc biệt quan trọng khi giới trẻ không phải ai cũng có những kỹ năng cân bằng tài chính cá nhân đủ tốt. Theo báo The Guardian, trong những năm trở lại đây, nợ hộ gia đình và cá nhân của Hàn Quốc đã tăng tương đương 100% GDP của quốc gia này. Cuộc khảo sát năm 2018 của Viện Nghiên cứu Seoul cũng cho thấy mỗi hộ gia đình đang nợ khoảng 44.000 đô so với tổng thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 33.790 đô. Vậy, tại sao giới trẻ Hàn Quốc lại điêu đứng vì các khoản nợ tín dụng này? Từ những câu chuyện tại Hàn, chúng ta có thể rút ra được gì với thế hệ trẻ tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết của tác giả Minh HD được đăng tải trên website Spiderum nhé. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spiderum và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spiderum chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spiderum, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Đặc điểm của thị trường tín dụng Hàn Quốc. Khi bước vào thị trường tín dụng Hàn Quốc, bạn sẽ lập tức cảm thấy được sức sống mãnh liệt của một nền kinh tế hiện đại bậc nhất thế giới. Tính đến cuối năm 2022, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cá nhân vượt trội với con số ấn tượng lên tới hàng trăm tỷ won. Điều này không chỉ thể hiện sự thịnh vượng của thị trường tài chính mà còn phản ánh một sự thay đổi lớn trong thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng. Trong cái vũng nước ấy, giới trẻ tại Hàn Quốc đang dần trở thành những con cá tiềm năng. Đối với họ, tín dụng không chỉ là phương tiện để tiêu dùng, nó còn là công cụ để đầu tư vào bản thân, để khởi nghiệp, thậm chí là để giải trí. Một báo cáo gần đây cho biết, khoảng 70% người tiêu dùng dưới 30 tuổi có ít nhất một thẻ tín dụng. Điều này chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ của tín dụng đối với thế hệ trẻ. Theo thời gian công nghệ phát triển, người ta đã có khả năng ra ngoài mua đồ mà chẳng cần cầm theo ví hay tiền mặt, quẹt cái mã QR là xong. Đặc biệt, với quốc gia có tốc độ áp dụng công nghệ nhanh nhất thế giới như Hàn Quốc, các ứng dụng tài chính thông minh, dễ sử dụng đã thực sự làm thay đổi cách thức mà người tiêu dùng tiếp cận với tín dụng. Từ việc thanh toán không tiếp xúc đến việc quản lý tài chính cá nhân, công nghệ đã giúp giảm thiểu rào cản và mở rộng cánh cửa cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, để họ có thể sử dụng tín dụng một cách hiệu quả hơn. Sự thuận tiện trong việc thanh toán cũng phần nào thúc đẩy nhu cầu chi tiêu của giới trẻ. Có lẽ không chỉ riêng ở Hàn, nói đâu xa chắc hẳn rất nhiều bạn trẻ đang xem video này cũng đang sở hữu giỏ hàng Shopee có trị giá lên tới hàng triệu đồng. Nhưng đồng thời, sự thuận tiện trong việc thanh toán tức khắc cũng dễ khiến người ta mất kiểm soát trong việc chi tiêu. Để đáp ứng nhu cầu tất tay của các bạn trẻ, tiền tín dụng là giải pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, đi kèm với nó là một cái bẫy tín dụng gây nên hậu quả nặng nề nếu không được kiểm soát kỹ lưỡng. Bẫy tín dụng đưa giới trẻ vào cảnh tán gia bại sản. Khi nhắc tới thực trạng nợ tín dụng của giới trẻ Hàn Quốc, không khó để cảm nhận được vấn đề nan giải mà xã hội này đang đối mặt. Thống kê gần đây cho thấy, tổng nợ tín dụng cá nhân trong nhóm người dưới 30 tuổi đã vượt qua cả mức kỷ lục, chiếm đến 20% tổng nợ tín dụng cá nhân toàn quốc. Tổng số nợ mà người Hàn phải gánh là hơn 1,5 nghìn tỷ USD, gần ngang với GDP nước này là 1,63 nghìn tỷ. Một con số quá khủng khiếp khi nó phản ánh một bức tranh rộng lớn hơn về những thách thức mà giới trẻ phải đối mặt. Các hình thức nợ phổ biến có thể phân loại rộng rãi thành nợ thẻ tín dụng, nợ tiêu dùng cá nhân và nợ sinh viên. Trong số này, nợ thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất với số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng vọt. Không ít người trẻ rơi vào cái bẫy mà không lường trước được hậu quả. Vậy, nguyên nhân nào đã khiến giới trẻ Hàn Quốc sa lầy vào cảnh nợ nần? Sự dễ dàng tiếp cận tín dụng là yếu tố chủ chốt. Những người thu nhập thấp cũng có khả năng sở hữu thẻ tín dụng. Nguyên do của điều này đến từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hồi năm 1997,
các nước vay vốn đầu tư từ nước ngoài quá mức trong khi tiền tệ nội địa mất giá, gây ra sự sụp đổ của quá nhiều tập đoàn lớn. Đối với Hàn, tiêu biểu nhất là Daewoo phải trải qua quá trình tái cấu trúc để rồi vẫn bị phá sản. Theo World Bank, GDP Hàn giảm từ 5,5% của năm 1997 xuống còn âm 6,7% vào năm 1998. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc cầu cứu từ gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế, chính phủ Hàn đã phải giảm thuế đối với các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng để thúc đẩy chi tiêu. Với việc ngân hàng và các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ vay vốn một cách nhanh chóng và thuận lợi, không phải trải qua quá nhiều thủ tục hay yêu cầu phức tạp như ở Việt Nam. Chỉ cần qua một vài cú click chuột hoặc những thủ tục đơn giản, không ít người trẻ đã bị cám dỗ bởi thanh toán tín dụng mà không nhận ra bản thân đang lún sâu vào vũng nợ do chính mình tạo ra. Một trong những lý do chính là áp lực công việc. Phải thừa nhận rằng đi mua sắm luôn là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhất là ở đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh hàng đầu thế giới, người lao động phải chịu càng ngày càng nhiều áp lực khủng khiếp hơn. Theo Korea Herald, thống kê năm 2018, người Hàn có tỷ lệ tự giải thoát bản thân do áp lực công việc và kinh tế ở mức 24,7 trên 100.000 người. Để có được công việc có thu nhập ổn định và cạnh tranh đầu đá với rất nhiều người khác, có việc rồi phải còng lưng để cày kéo. Vì vậy mà nhu cầu chi tiêu các loại hàng hóa và dịch vụ từ thiết yếu cho tới tùy chọn lại càng ngày càng tăng đáng kể. Chỉ cần tìm từ khóa áp lực công việc tại Hàn là ra cả núi kết quả, trong đó chẳng thiếu câu chuyện của những người tìm tới chi tiêu như một cách giải tỏa. Nhu cầu mua sắm cho đỡ áp lực càng ngày càng tăng cao khi mà chủ nghĩa tiêu dùng ngày càng phát triển trên toàn thế giới, không chỉ riêng với Hàn Quốc, các ông lớn chỉ sợ bạn không có tiền để mua, chứ họ chẳng thiếu gì mặt hàng, cũng như các cách thức thu hút người tiêu dùng chi tiền cho mặt hàng đó. Đối với nữ giới, có khoảng 55% người chọn việc mua sắm quần áo, giày dép, phụ kiện như một phương pháp để giảm bớt áp lực trong công việc. Những người này chi trung bình khoảng 51.500 won cho mỗi lần mua sắm. Trong khi 34,8% nam giới lại chi tiền cho các hình thức giải trí như chơi game, thể thao, mua sắm vật dụng theo sở thích, chi 11.700 won cho mỗi lần như vậy. Các khoản chi này còn có riêng một thuật ngữ được gọi là Shiba Beyond, được hiểu là khoản chi tiêu đáng nhẽ không nên có nếu như không bị stress. Đối với những người đã có công việc cùng khoản thu nhập ổn định, họ có thể thanh toán được khoản chi của mình. Nhưng còn bộ phận khác chỉ kiếm được vừa đủ để trang trải phí sinh hoạt thì sao? Theo công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company, hầu hết người Hàn Quốc yêu thích các sản phẩm xa xỉ. Chỉ 22% trong số người được hỏi nói rằng việc phô bày quần áo và phụ kiện đắt tiền là không tốt. Mức này thấp hơn nhiều so với Trung Quốc là 38% và Nhật Bản là 45%. Hình ảnh cá nhân và mức tiêu dùng cao cấp đang trở thành một cách thể hiện vị thế của người Hàn, dù thu nhập của họ cũng chẳng cao đến mức có thể chi trả tất cả mọi thứ. Tất nhiên là cầm trên tay iPhone 15 Pro Max sẽ khác bọt hơn hẳn so với những người cầm một chiếc smartphone tầm trung, mặc áo Gucci ra đường không khác gì vua khoác long bào cả. Bởi vậy mà không ít bạn trẻ đã vay mượn để mua sắm những sản phẩm high-end với suy nghĩ là tháng sau tiền về mình bù lại khoản chi này. Nhưng đôi khi, chưa bù xong khoản vừa rồi thì lại sinh ra một món hàng khác cần phải thanh toán ngay và luôn. Từ đó mà thách thức lớn nhất lại là ý thức quản lý tài chính của cá nhân. Nhiều người trẻ hiện tại không được trang bị đầy đủ kiến thức để quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả. Họ có thể dễ dàng vung tay quá trán mà không nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm và đầu tư một mục tiêu dài hạn hơn. Tất nhiên, tôi cũng không thể nhận định ở mọi trường hợp rằng mọi khoản nợ đều do người trẻ tiêu tiền không có kiểm soát được. Vẫn còn ở đó, những nguyên do chính đáng như câu chuyện của cặp vợ chồng vay tín dụng để mở quán kinh doanh đen đủ thế nào gặp đúng đợt dịch Covid, thế nên không có khả năng thanh toán trả nợ. Ngoài ra, cũng phải thừa nhận rằng chi phí sinh hoạt tại Hàn càng ngày càng đắt đỏ. Theo phân tích của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, cứ 5 người thuộc độ tuổi từ 19 cho tới 39 thì có một người đang phải gánh nợ do chi phí sinh hoạt quá cao so với mức thu nhập. Tất cả các yếu tố trên đều chỉ ra rằng thanh toán tín dụng hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi, dù cố tình hay không cố tình, và nợ tín dụng có thể gắn liền với nhiều hậu quả sâu rộng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân, và phần lớn giới trẻ thường không nhận thức được đầy đủ về tác động mà nợ tín dụng có thể gây ra. Tác động tới cá nhân và xã hội. Một trong những tác động rõ rệt nhất của nợ tín dụng là sự ảnh hưởng tới tài chính cá nhân và khả năng tiết kiệm. Nợ tín dụng có thể nhanh chóng trở thành một gánh nặng lâu dài, đặc biệt khi lãi suất tích tụ khiến khoản nợ ban đầu phình to. Các bạn trẻ thường thấy mình trong tình trạng làm việc để trả nợ, làm được bao nhiêu là bù lãi hết sạch, chẳng còn bù nổi gốc ban đầu, và việc này không những cản trở việc họ dành dụm cho tương lai mà còn từ việc đầu tư vào cơ hội phát triển cá nhân.
Như câu chuyện của Vietnamnet đưa tin, một nữ nhân viên phục vụ quán bar 36 tuổi xin giấu tên đã cho biết rằng cô đi làm từ năm 20 tuổi nhưng đầu năm 2021 đã phải nộp đơn xin phá sản vì không còn khả năng trả khoản nợ 100 triệu won tương đương 1,8 tỷ đồng đã vay quá nhiều năm để chi trả cho sinh hoạt phí. Ngoài ra, không thể không nhắc tới hậu quả về mặt tâm lý và sức khỏe mà nợ tín dụng có thể gây ra. Stress tài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng và lo âu, thậm chí trầm cảm ở người trẻ. Sự lo lắng về việc làm sao để trang trải các khoản nợ cùng với áp lực duy trì một mức sống nhất định thường xuyên đè nặng lên tâm trí họ. Điều này không chỉ dẫn tới ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe thể chất như mất ngủ, căng thẳng, đau đầu và nhiều triệu chứng khác. Khi ấy, người mắc nợ sẽ rơi vào tình trạng không còn đủ sức để mà tiếp tục cày kéo trả tiền nữa. Từ đó, họ phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào tiền tín dụng bởi không còn có khả năng đi làm hoặc thất nghiệp. Vay khoản này để đáp khoản kia càng khiến họ lún sâu hơn vào những khoản nợ tín dụng đó. Bên cạnh đó, nợ tín dụng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân của người gánh nợ mà còn ảnh hưởng tới cả nền kinh tế quốc gia. Nợ xấu hay nợ không có khả năng thu hồi có thể làm chậm quá trình đầu tư và tiêu dùng, những động lực chính cho sự phát triển kinh tế. Đối với những người trẻ lạm dụng tiền tín dụng để tiêu xài, họ cũng sẽ có ít nguồn lực hơn để đóng góp vào thị trường tiêu dùng và đầu tư vào những dự án dài hạn, từ đó hạn chế đáng kể sức mạnh tiêu thụ nội địa và đóng góp vào GDP của đất nước. Bên cạnh đó, nợ tín dụng cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo ra vấn đề an sinh xã hội và bất bình đẳng. Các khoản nợ cao gắn liền với rủi ro tài chính cá nhân có thể đẩy người vay vào tình trạng nghèo đói hoặc tăng cường sự phụ thuộc vào các chương trình trợ giúp xã hội. Điều này không những tạo áp lực cho hệ thống an ninh xã hội mà còn có nguy cơ phân chia sâu sắc hơn những người có khả năng quản lý tài chính cá nhân tốt và những người không làm được. Khoảng cách giàu, nghèo được nới rộng và tàn bạo hơn là không cho người ở dưới có cơ hội để đi lên. Theo khảo sát của cơ quan thống kê Hàn Quốc, vào năm 2015, 7 trên 10 thanh niên Hàn Quốc tin bất bình đẳng thu nhập là một vấn đề rất lớn. Theo dữ liệu mới nhất, trong 36 nước thành viên Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế OECD, Hàn Quốc đứng thứ 31 về bất bình đẳng thu nhập. Trung bình mất 10,4 tháng để một người trẻ tại Hàn Quốc có thể kiếm được việc làm. Số người có việc làm ở độ tuổi 20 năm 2023 giảm 63.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này nếu không được giải quyết có thể dẫn tới một vòng luẩn quẩn của nợ nần và bất bình đẳng xã hội, làm gia tăng gánh nặng lên các thế hệ tương lai và ảnh hưởng tới sự ổn định lâu dài của xã hội. Giải pháp cho vấn đề này yêu cầu một chiến lược đa ngành từ giáo dục tài chính trong trường học cho đến việc thực thi chính sách tín dụng khôn ngoan nhằm giúp giới trẻ không chỉ thoát khỏi nợ nần mà còn có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của quốc gia. Tìm đâu cho ra một sự phòng bị hay là một lối thoát? Trước tình hình nợ tín dụng đang càng ngày càng tăng, bản thân chính phủ Hàn Quốc cũng đang đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề này. Theo như Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế FSC, ông Koh Seong-bum, chính phủ đã áp dụng các tính toán cho vay chặt chẽ hơn đối với các khoản vay thế chấp để tránh được những trường hợp ai cũng có thể vay. Một thuật ngữ mới được ra đời được gọi là DSR, tỷ lệ dịch vụ nợ. DSR đo lường số tiền mà người vay cần phải trả trong các khoản thanh toán gốc và lãi, nhưng tương ứng với thu nhập hàng năm của chính người vay. Từ đó mà có thể phân loại được xem người vay tiền có đủ khả năng để chi trả cho khoản vay của họ hay không và trả đủ trong vòng bao lâu để tránh khoản tiền không thể thanh khoản. Tỷ lệ DSR càng cao, người vay càng khó để có thể chi trả khoản nợ. Hiện tại, Hàn Quốc đang có tỷ lệ DSR vô cùng chặt là 13,6%, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Australia. Nhờ DSR mà Hàn Quốc có thể kiềm chế các khoản nợ hộ gia đình tăng cao, đồng thời giảm thiểu số nợ mới sẽ phát sinh trong tương lai. Vậy, đối với những người hiện tại đang bị mắc kẹt trong các khoản nợ thì sao? Tôi không thể nào bảo họ học theo nhân vật chính của bộ phim Squid Game, chơi game bán mạng để lấy tiền được. Điều mà tôi cảm thấy là những người mang nợ cần, đó là một bàn tay chìa ra để giúp họ tự thoát ra khỏi vũng lầy của chính mình. Thật tốt nếu các tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ cho họ một cơ hội. Nó có thể đến ở dạng tư vấn tài chính, hỗ trợ hướng nghiệp và tìm kiếm việc làm, cho họ một cái cần câu cơm mới và ý chí của họ sẽ làm hết phần còn lại. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, những giải pháp này không thể cản được những người có lối sống phong khoáng về mặt tài chính, thấy quan tài mà chưa đổ lệ, nhất là với giới trẻ và những tâm trí mới chưa trải sự đời. Từ đây, giáo dục và phổ cập phòng bệnh hơn chữa bệnh là biện pháp tối ưu nhất. Có một kỹ năng rất cần thiết mà tôi thấy được rất ít quốc gia áp dụng vào giảng dạy tại trường học, đó là kỹ năng quản lý chi tiêu và lập kế hoạch tài chính cá nhân. Rút ra từ chính bài học của cá nhân, có lẽ do từ bé, tôi đã được phụ huynh cho 10.000 tiêu vặt mỗi tuần
hết cấm xin thêm. Bởi vậy mà tôi dần học được khả năng lập kế hoạch, chi tiêu sao cho vừa cái ví bé nhỏ của mình. Để rồi sau này, khi đã thực sự kiếm được vài đồng tiền, bài học thuở bé nay tự nhiên lại hữu dụng tới lạ thường. Chưa kể rằng ở xã hội, hở ra một tí là báo đài đưa tin, người đi, dép ở lại trên cầu Long Biên vì cảnh vỡ nợ, nghe thoáng thôi cũng thấy sợ. Điều mà tôi thắc mắc ở đây là chẳng lẽ ở Hàn người ta lại chưa thấy điều đấy bao giờ? Hay là do cách nuôi dạy ở đó khác với bên mình? Tất nhiên, tất cả những hướng giải quyết kia chỉ nằm lại ở lý thuyết và sách vở, và bạn chẳng cần phải quan tâm nếu bạn làm chủ được mức chi tiêu của bản thân. Thông qua những gì đã và đang xảy ra với giới trẻ của Hàn Quốc, không chỉ chính phủ Việt Nam, mỗi người chúng ta cần phải nghiêm túc tính toán cẩn thận được rủi ro trước khi có ý định sử dụng tiền không phải của mình để đầu tư một cái gì đó. Thuê một chuyên gia tư vấn tài chính cũng chẳng phải ý tệ, đúng không? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy bấm like, subscribe cho Spider Room và để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!